Giới thiệu các bạn, đây là cây lúa lúa vuông ha, lúa vuông mà lúa thô thô, tức là cái lưới cắt này nó dày, nó lớn, hay nhiều người vẫn gọi là lúa phá, chỗ này này, lúa phá ha. Đó, thì chiều dài của nó là 250, 250 là cái chiều dài của cái đoạn từ đấy, là tôi không tính cái cán, cán này là cán nhựa hai thành phần, là thành phần đen thì nó dít, mà phần vàng này thì nó cứng. Đó, cái chữ Edora nó khắc là các đúc đúc nổi kìm đây.